Kính chào các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh ạ. Em là Vũ Khánh Hòa và bên cạnh là Phương Thanh ạ, đại diện cho lớp 1137 về giới thiệu về chủ đề an toàn giao thông cho từ ngày mai ạ. Có 5 nội dung chính mà em muốn trình bày ở đây là vấn đề thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của vấn đề an toàn giao thông ạ. Thứ nhất là về vấn đề của an toàn giao thông. Ngày nay xã hội phát triển thì nhu cầu về cơ sở vật chất của con người cũng ngày càng tăng, do đó đối với việc đi lại cũng vậy, nhu cầu về phương tiện giao thông cũng ngày càng nhiều. Chính vì thế mà tình trạng giao thông ngày nay ngày càng phức tạp ạ. Thực trạng về an toàn giao thông hiện nay thì tình trạng tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng phổ biến. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông năm 2016, cả nước xảy ra hơn 21.000 vụ tai